Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 0972209844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Bamboo Airways nói gì về thông tin Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ thương hiệu? Đầu giờ chiều ngày 25 tháng 4, fanpage của hãng hàng không Bamboo Airways cũng như trang cá nhân của chủ tịch FLC, kiêm CEO hãng hàng không, ông Trịnh Văn Quyết, hiển thị dòng thông báo liên quan đến câu chuyện đại sứ thương hiệu. Liên quan đến một số câu hỏi gần đây của các bạn quan tâm, Bamboo Airways xin thông báo, hiện nay chúng tôi chưa có bất kỳ hợp đồng đại sứ thương hiệu hay đại sứ hình ảnh nào dưới mọi hình thức, cũng như chưa có bất kỳ hợp đồng quảng bá thương hiệu và sản phẩm dịch vụ nào với các nghệ sĩ trong và ngoài nước, hãng bay này cho hay. Thông báo này xuất hiện trên fanpage của Bamboo sau khi có làn sóng kêu gọi tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng và những doanh nghiệp mà ca sĩ này là đại sứ thương hiệu hoặc có tham gia quảng cáo, mà một trong những thương hiệu được nhắc tên là Bamboo Airways. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng đăng tải hình ảnh di chuyển và dùng bữa trên một chuyến bay của Bamboo Airways và dành lời khen cho hãng. Hãng bay này cũng đã đồng tổ chức một đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng và dành tặng 400 vé cho các khách hàng mua combo bay và nghỉ dưỡng của Bamboo Airways kết hợp với FLC. Những thông tin này khiến cộng đồng mạng cho rằng hãng hàng không này đã mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm đại sứ thương hiệu và đòi tẩy chay dịch vụ này của tập đoàn FLC. Trao đổi với Zin.vn, Bamboo khẳng định Đàm Vĩnh Hưng không phải là đại sứ thương hiệu và đã thông báo rõ trên fanpage. Hiện hãng hàng không cũng chưa ký bất kỳ hợp đồng đại sứ thương hiệu nào. Những hình ảnh đăng tải của Đàm Vĩnh Hưng chỉ là đánh giá trải nghiệm của một khách hàng. Theo Zin.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.